Món con Godzilla phiên bản Shopee đang làm loạn khắp nơi. Nó điên cuồng phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình. Và tiếp đến sẽ là trường mẫu giáo Futaba. Thầy hiệu trưởng Takakura điều động mọi người lên xe buýt của trường để bỏ chạy. Còn nhà Noada chưa đến, nhưng cấp lắm rồi, phải nổ máy thôi. Cấp ma nổ mãi mà chiếc xe không chịu nhúc nhích. Tuy nhiên, con Godzilla này lại quay ngoắt 180 độ, không tấn công chiếc xe vào trường học mà giơ chân đạp thẳng vào căn nhà bé xinh của gia đình Noada. Ơ, thế là hết phim à? Khoan đã, sau lưng con quái vật có cái gì trông quen quen? Thì ra là mặt Kushin, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ của cậu ta thôi. Mơ gì mà lộn xộn thế? Vừa mới cho cắt cảnh quái vật tàn phá thành phố xong, đã nhảy sang cảnh giường tình yêu. À nhầm, giường tình đồng chí của Shin và Action Kamen. Shin và Action Kamen đang ngủ bờ ngồi bụi trên cái giường hơi này để đột kích đối thủ. Cuối cùng lại bị bọn chúng bao vây. Chúng đã bắt bé Mimiko là con tin, nên siêu nhân sẽ giải quyết bọn ác nhân, còn Shin sẽ đi cứu người và dọn cái giường kia đi nữa. Action Kamen xì hơi, cũng thừa sức dọn dẹp đối thủ, còn Shin đã thành công lẻn ra sau, dùng tuyệt chiêu thể thuật bí truyền, khốn đến tận rốn và giải thoát cho Mimiko. Xong xuôi, Shin hỏi Action Kamen rằng chính nghĩa là gì, thì anh Kamen đúng ngược lại Shin luôn. Người ta đang hỏi mà cứ kêu tự tìm câu trả lời là sao hả anh giai? Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp tục cùng tiết học Shin cậu bé bố trí nhé. Với phần mở đầu vừa rồi, hứa hẹn đây sẽ là một tập phim cực chiến đấy. Nào, còn chờ gì nữa? Shin Movie 13, huyền thoại gọi hiệp sĩ Buddy Buddy, trận đại tiến kích 3 phút, xin được phép bắt đầu. Hello, lại là mẹ Mise đây. Hôm nay sẽ là một daily vlog của một bà mẹ bận rộn nhé. Sáng 7 giờ 15 thức dậy, đi ra ngoài thay quần áo, rồi lại đi vào trong gọi cả nhà, có dậy hay không thì chưa biết. Xong rồi chuẩn bị nấu bữa sáng, bay chiến trường tối qua kìa, nhìn thôi là thấy khó thở rồi. Ôi ông chồng của tôi ơi, mặc cái quần còn để bị ngã nữa. Hết chồng thì đến con, đánh răng cho nó thì nó nuốt cả kem vào. Xe buýt mẫu giáo đến rồi mà Kushin vẫn còn tác chiến trong nhà vệ sinh không chịu ra. Thôi xong, xe đi mất rồi, để mẹ Mise đạp xe đuổi theo nha. Cố lên, một chút nữa thôi. Yeah, đuổi kịp rồi. Nhưng mà đến trường rồi còn đâu. Thôi vlog đến đây là hết nha. Lần sau không làm nữa đâu, mệt quá. Các bạn vừa xem vlog của mẹ BC rồi đó. Ngày nào cũng vất vả như vậy, nên tóc bạc cũng bắt đầu xuất hiện trên đầu của mẹ. Cho nó sôi vào ly mì, chưa kịp ăn, mẹ BC đã phải lăn ra ngủ vì quá mệt. Lúc này, trên tường, đằng sau tấm chữ Hán phát ra một luồng sáng, một quả cầu rơi ra. Bạch Tuyết chứng kiến tất cả và đã phải chạy về chuồng vì quá sợ hãi. Quả cầu đó có ý thức và biết nói chuyện, nó đã nhập vào con quái vật đối chơi hở mông của Shin và ăn vụng mì của mẹ Mise vì quá đói. Mẹ tỉnh ngủ giữa chừng và phát hiện nó, nhưng cũng không có phản ứng hoảng hốt gì, chắc tại vì vẫn còn đang ngáy ngủ. Nó tự giới thiệu, mình là điều phối viên không gian và thời gian đến từ tương lai, mẹ Mise cũng chẳng quan tâm luôn. Chiều hôm đó, Shin về đến nhà thì bị choáng khi thấy mẹ hôm nay lạ quá. Bình thường lúc nào mà cũng nhăn rồi la mắng, tự nhiên giờ lại vui tươi múa hát, đã thế lại còn nói gì đó về giải cứu thế giới nữa. Chuyện gì khả nghi thế nhỉ? Đến tối, bố Hiroshi về nhà thì không thấy ai hết, còn bố Bạch Tuyết liên tục ra hiệu cho bố đến chỗ phát ra ánh sáng. Sau khi kiểm tra một lúc, bố Hiroshi đã quyết định chui vào thử xem thì phát hiện đó chính là một cánh cổng. Cánh cổng dẫn đến một nơi đang bị quái vật tấn công. Không kịp để ý, vừa nhìn lại thì cánh cổng đã dần thu nhỏ và biến mất. Tại đây, bố Hiroshi đã gặp được Kushin, nhưng không thấy mẹ Mise đâu cả, chỉ thấy một nữ anh hùng trẻ đẹp, dễ thương đang chiến đấu với con quái vật thôi. Sau vài chiêu thức tấu hài thì nữ anh hùng cũng đã hạ gục được con quái vật và thu phục nó. Đến lúc cô gái ấy biến mất thì mẹ Mise mới xuất hiện. Quay trở về nhà, khủng long đồ chơi đã giải thích mọi chuyện cho gia đình Noada nghe. Thế giới trong tương lai sẽ bị hủy diệt và anh quản lý không thời gian này được cử đi để sửa lại mọi thứ. Thế giới kia là một thế giới song song giống kiểu đa vũ trụ của Marvel ấy. Vì không gian và thời gian bị đảo lộn nên bọn quái vật mới xuất hiện từ cái kén trên đỉnh tòa tháp Tokyo. Tại thế giới này, trong vòng 3 phút phải tiêu diệt được quái vật và thu phục nó để sửa lại không gian và thời gian. Nếu thành công, tương lai sẽ được cứu. Báo động, quái thú xuất hiện. Chưa giải thích xong mọi chuyện, anh quản lý đã phải lôi cả nhà quay lại thế giới kia để chiến đấu. Lúc này, mẹ Mise mới tiết lộ thân phận bằng cách biến hình ngay trước mắt bằng một con. Con quái vật lần này nó lạ lắm. Nữ pháp sư Mise thi triển bao nhiêu chiêu thức cũng không làm gì được. Thấy vợ gặp nguy hiểm, bố Hiroshi túm lấy con khủng long đồ chơi và biến hình. Chả biết ăn ở thế nào, bố lại biến ra bộ đồ trông chẳng ngầu gì cả. Cơ mà đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài nhé. Trông tấu hài vậy thôi, chứ bố Hiroshi có siêu sức mạnh và còn biết bay nữa đấy. Cái khiên trên ngực của anh hùng Hiroshi là khiên như ý, phóng to thu nhỏ thoải mái, đỡ được mọi đòn tấn công. Bộ đồ thì như túi hơi của xe ô tô ấy, nó phồng ra hơi quá khổ một tí thôi. Đang đánh thì bố phát hiện, trưởng phòng vừa mới từ quán karaoke đi ra. Bố Hiroshi lao đến cứu khi tấm biển quảng cáo chuẩn bị rơi trúng ông ấy. Vừa đánh bại quái vật, vừa cứu được trưởng phòng, lại còn được các cô gái xúm lại khen ngợi. Xem bố Hiroshi vui chưa kìa. Giải quyết xong con quái vật, nhà Noada lại quay về lớp phổ cập kiến thức của anh quản lý không thời gian. Theo đó, người quản lý không thời gian có quyền năng rất lớn nhưng lại không thể sử dụng, chỉ có thể ban cho người khác. Người được chọn có trái tim chính nghĩa càng mạnh thì quyền năng càng lớn, có thể có được sức mạnh vượt qua cả người quản lý không thời gian. Mà hình như nhà Noada không quan tâm đến chuyện đó bằng chuyện anh giai kia là người đến từ tương lai. Cả nhà liên tục hỏi anh ta về tương lai của mình và cũng không quên mơ tưởng một tí. Bố Hiroshi nghĩ rằng mình sẽ lên được chức cao, Shin thì mơ về tương lai mình sẽ thật đẹp trai, là bao em say đắm. Còn mẹ Mise thì nghĩ về một cuộc sống được mọi người kính trọng, không nữa phá hỏng trí tưởng tượng của cả nhà. Anh quản lý không nói gì thêm nữa, nhưng sau cùng nhà Noada vẫn quyết tâm đánh bại quái vật cứu lấy thế giới. Những ngày tiếp theo là công cuộc thu phục các con quái vật của nhà Noada.
Càng ngày, mọi người càng thành thạo cách sử dụng sức mạnh. Mẹ Mise đã phát triển thêm được những bộ cánh mới cùng những khả năng bá đạo. Bố Rishi đã kiểm soát được trí tưởng tượng của mình và có thể biến hình ngầu lòi hơn. Sức mạnh cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Kushin nhà ta thì bất tấu hài, nhưng mạnh lắm đấy nhá. Bộ phận thu phục quái vật nằm ở ngay con voi nhỏ của Kushin. Trông lạ thế không biết, mà tớ sẽ không nói đó là quả cầu của anh quản lý không thời gian biến hình thành đâu. Chúc mừng anh quản lý được ngồi ở ngay vàng của Shin nhá. Không chỉ có bố mẹ và anh trai chiến đấu, Hima cũng tiêu diệt được quái vật và Bạch Tuyết cũng làm được đấy nhá. Cả nhà ai cũng thành siêu nhân luôn rồi. Tuy nhiên, vấn đề đã bắt đầu xảy ra. Mọi người đắm chìm vào việc săn quái vật giống như chơi game, đặc biệt là bố mẹ của Shin. Trong thế giới song song này, họ được thoải mái biến hình, vừa trông đẹp hơn, mạnh hơn mà còn được mọi người tung hô nữa, nên việc họ thích được ở nơi này hơn đời thực là điều hiển nhiên. Nghiêm trọng hơn chính là việc bố mẹ của Shin đang quá mải mê về chuyện tiêu diệt quái vật. Ban đầu là mẹ Mise bỏ bê nội trợ khiến căn nhà trở nên bừa bộn và bẩn thỉu. Mẹ chỉ ăn ngủ rồi đợi báo động có quái vật để đi thôi. Bố Hiroshi cũng bỏ bê công việc với lý do tương tự, ở nhà trông trực vì sợ rằng quái vật sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong thời gian này, chúng ta được biết sau 3 phút, toàn bộ ký ức của con người ở thế giới song song kia về trận chiến và về nhà Noara đều biến mất. Nói thẳng ra là sẽ chẳng có ai nhớ về chiến tích của gia đình siêu nhân cả. Việc này làm bố mẹ Kushin khá tiếc nuối. Các quái vật xuất hiện ngày càng nhiều nhưng cũng bị thu phục gần hết, nên không gian và thời gian đang dần lấy lại được trật tự. Theo tính toán của anh quản lý, số lần nhà Noara phải chiến đấu sẽ không còn nhiều nữa. Cứ tưởng phải vui khi nghe điều đó, nhưng bố mẹ Shin lại cãi nhau vì ai cũng muốn mình là người tiêu diệt những con quái vật cuối cùng, ai cũng muốn được biến hình nhiều hơn trước khi nhiệm vụ kết thúc. Rồi đến một hôm, Shin của chúng ta đã phải tự làm mọi việc, kể cả cho Hima ăn, vì cả bố và mẹ đều đang nằm dài trong nhà mà không làm gì cả. Họ chỉ chăm chăm ngồi đợi báo động của quái vật thôi. Trông Shin vừa dễ thương, vừa đáng thương thế nào ấy. Bất ngờ, có báo động quái vật xuất hiện, cả bố mẹ đều lên đường, và Shin cũng đã định bỏ học để đi theo. Nhưng khi nghe tiếng khóc của em gái, Shin đã ở lại. Sau đó, cậu đưa em Hima đến trường và báo cáo tình hình ở nhà cho thầy cô. Tại đây, bản tin nóng đã phát cảnh một tòa nhà phát nổ, sau đó là một cái kén xuất hiện trên đỉnh tháp Tokyo. Biết là có chuyện chẳng lành ở thế giới song song, Shin đã nhanh chóng quay về nhà và nhìn thấy bố mẹ đều đã bị thương. Con quái vật lần này đã mạnh lên bất ngờ, ông bà Noara đều không thể làm gì được nó trong 3 phút. Bóng tối đã bao trùm bầu trời Nhật Bản và toàn bộ người dân đều chìm trong sợ hãi, trong đó có cả bố mẹ của Shin, những siêu anh hùng từng tiêu diệt biết bao quái vật. Tuy nhiên, có một người vẫn đang rất vô tư cùng một trái tim chính nghĩa, đó chính là Noara Shinosuke. Nhận được thông báo có quái vật, trong lúc đang chia sẻ với anh quản lý về các idol siêu nhân của mình, Shin đã không chút sợ hãi tiến về cánh cổng. Bố mẹ và anh quản lý đều cố gắng cảnh báo Shin về sự nguy hiểm của con quái vật, nhưng Shin đã khóa mõm anh quản lý lại. Shin bảo rằng mình sẽ quyết tâm bảo vệ tương lai của em gái, bảo vệ gia đình và bảo vệ mọi người. Vì Shin là kẻ mạnh nên sẽ luôn luôn bảo vệ kẻ yếu, đó là chính nghĩa của Shin. Sự dũng cảm của Shin đã giúp bố mẹ lấy lại tinh thần chiến đấu, cả nhà cùng sang thế giới song song để đối đầu với kẻ thù. Trước mắt họ là một con quái vật dị dạng, nó như kiểu một chất nhầy màu hồng và rất khó để đối phó. Bố Hiroshi và mẹ Mise đã tung toàn bộ chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng đều bị nó cho ăn hành và kiệt sức. Quân đội cũng tham chiến, nhưng con quái vật đã tránh được mọi quả tên lửa. Chính phủ hoàn toàn có thể sử dụng các vũ khí tối tân hơn, nhưng nếu con quái vật né được, thì nhân loại sẽ là người gặp nguy hiểm. Trong tình thế này, Shin đã hen Shin và lao về phía con quái vật. Đang né đòn rất mượt thì phản lực vòng ba của Shin bị cạn nhiên liệu. Suýt chút nữa, cậu đã bị con quái nuốt chừng nếu không kịp dùng bom tự thân, làm cho nó mắc ói. Nạp lại nhiên liệu, Shin tiếp tục chiến đấu. Nhưng không may, đòn tấn công của quái vật đã làm sập một tòa nhà và rơi về phía gia đình Noara. Cậu đã cố hết sức để đỡ lấy, nhưng tòa nhà quá nặng. Thường thì lúc anh hùng gặp nạn, các nhân vật khác sẽ bất ngờ xuất hiện đấy. Đó chính là Action Kamen, Robot Kantamu và có cả Buddy Buddy Diamond ở dạng manga nữa. Nhìn hơi phế nhỉ? Nói chuyện cứ phải viết lên tờ giấy. Chắc đây là tòa triệu hồi của Shin đó. Lúc này, quả cầu, hay đúng hơn là anh quản lý không thời gian ở chỗ chú voi con của Shin, đã tỏa sáng và biến cả nhà Noara thành khổng lồ. Đúng kịch bản phim siêu nhân của Nhật đấy nhỉ? Kiểu đến cuối phim không có robot khổng lồ thì cũng phải tự biến mình thành khổng lồ để chiến đấu ấy. Super Sentai mãi đỉnh. Thì ra, nguồn năng lượng này là của các quái vật đã từng bị thu phục trước đó. Chúng đã cho phép gia đình siêu nhân sử dụng sức mạnh của mình. Cả ba idol của Shin cũng là từ chúng mà ra. Tập hợp đội hình xong, cả team lao lên quyết chiến với con quái vật. Còn Buddy Buddy Diamond là đội trưởng đội của Vũ, mới gáy có xíu mà đã bị nó xé mất một góc giấy, lại còn bị nó đánh cho đăng xuất khỏi trận luôn. Bố Rishi nhớ lại đòn bom hơi lúc nãy của Shin rất hiệu quả nên đã thử với cú đá hôi chân của mình, và nó hiệu quả thật. Điểm yếu của con quái vật màu hồng này chính là mùi hôi. Ngửi thấy mùi hôi là nó lập tức chuyển màu xám và yếu đi hẳn. Thấy vậy, anh quản lý cùng với Shin, Action Kamen và Katamu tung đòn phối hợp. Action Kamen và Katamu ra sức giữ cho quái vật phải mở miệng. Shin và anh quản lý tung hết năng lượng cho một cú thả bom lịch sử ngay khi Shin vừa nhét mông vào miệng con quái vật. Vâng, con quái vật khó xơi đã một đi không trở lại. Khoan đã, các bạn nghĩ trận chiến đã kết thúc sao? Không, còn cái kén trên kia nữa. Có ai lần đầu nhìn thấy cái kén là nghĩ ngay đến cặp mông căng tròn của Shin không? Nếu thế thì đúng rồi đấy. Sau khi con quái vật cuối cùng đã bị thu phục, cái kén đã biến thành Shin phiên bản hắc ám. Shin bản lỗi đã đuổi theo Shin để đòi sao chép sức mạnh của cậu vì cho rằng Shin là người mạnh nhất. Chắc Shin bóng tối không biết rằng Shin chỉ là người thả bom lớn nhất và có mùi nặng nhất thôi. Thấy Shin gặp nguy hiểm, cả nhà đã đuổi theo và dùng combo nạp được tên lửa đeo tất hồi chân để khống chế Shin bóng tối. Kết quả là Shin bóng tối đã gặp tai nạn khi đâm phải tháp Tokyo và rơi xuống. Shin lao đến đỡ bản sao của mình và bị thương nặng.
Cô Jin làm vậy là bởi vì cậu là một anh hùng chính nghĩa, không phân biệt người tốt kẻ xấu mà sẽ luôn luôn cứu giúp mọi người. Sau cùng, Jin phiên bản lỗi đã siêu thoát và trật tự của không gian và thời gian đã được khôi phục. Khi nhà Nohara trở về, các thế giới, trong đó có thế giới của Jin, đều được đặt lại. Ngoại trừ nhà Nohara, không một ai nhớ về các thảm họa cùng những trận chiến đầy lửa và nặng mùi nữa. Jin cũng đã quay trở về nhịp sống của một học sinh mẫu giáo bình thường. Ơ kìa, tờ giấy rơi trúng mặt của Jin không phải là bức vẽ Biri Biri Diamond bị con Pikachu đánh bay sao? Không lẽ nó có thể đánh một tờ giấy bay xuyên đa vũ trụ luôn à? Mà thôi, cái đấy để các bạn trong lớp vào truyện tranh giải mã nhé. Còn phim đến đây là hết rồi. Và đó là toàn bộ diễn biến của Jin Movie 13 cho đại tiến kích 3 phút. Quả là một tập phim hành động mãn nhãn phải không nào? Chúng hết tiết cũng đã ra rồi. Các bạn muốn tiết sau sẽ có phim gì thì nhớ comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các tiết học thú vị và đầy ý nghĩa nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.